Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, xã Xuân Giang huyện Thọ Xuân vừa phát hiện ca mắc COVID-19. Huyện đã quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Bệnh nhân nữ sinh năm 2009 từ Biên Hòa Đồng Nai về Hà Nội trên chuyến bay VN242 ngày 6 tháng 7. Bệnh nhân đi taxi dịch vụ từ sân bay nội bài về Thọ Xuân cùng 5 người trong gia đình và đến trạm y tế xã khai báo, được hướng dẫn cách ly tại nhà, Đến 14 giờ 30 phút, bệnh nhân về nhà tại thôn 1, Xuân Giang, huyện Thọ Xuân. Lúc này gia đình đang có đám tang bà của bệnh nhân. Ngày mùng 7 tháng 7, khi có thông báo trên chuyến bay VN242 có 5 ca dương tính tại tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Thọ Xuân đưa 6 người đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng nay ngày 11 tháng 7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bước đầu cơ quan chức năng đã điều tra được 33 trường hợp F1, trong đó 5 trường hợp F1 nguy cơ cao, 179 trường hợp liên quan đến đám ma bà nội bệnh nhân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định các mốc dịch tễ, thông báo và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, lập danh sách các trường hợp F2, F3 và giám sát theo quy định. Huyện Thọ Xuân quyết định cách ly tạm thời xã Xuân Giang cho đến khi có kết quả đánh giá nguy cơ dịch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Nhà trọ tại các khu công nghiệp là nơi tập trung đông lao động đến từ các địa phương khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Do vậy, cùng với việc duy trì hiệu quả tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp, Tổ chức công đoàn Thanh Hóa đã quyết định thành lập và đưa vào hoạt động tổ an toàn COVID-19 tại các khu nhà trọ nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch. Theo đó, các khu nhà trọ tập trung từ 20 công nhân trở lên thành lập ít nhất một tổ an toàn COVID-19 với nhiệm vụ tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở người thuê trọ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kịp thời phát hiện những trường hợp người thuê trọ vi phạm quy định phòng chống dịch hoặc có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi có người mắc bệnh hoặc phải cách ly. Tổ trưởng của Tổ an toàn COVID-19 chính là chủ nhà trọ hoặc người lao động thường xuyên ở tại khu nhà trọ, am hiểu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Mô hình là Tổ an toàn COVID ở khu nhà trọ, thì đây cũng là một cái mô hình mới mà chúng tôi suy nghĩ rằng là cũng là cái việc hết sức là quan trọng là phối hợp với các cái tổ an toàn covid tại các doanh nghiệp nữa để mà hình thành các cái lá chắn trong việc bảo vệ công nhân. Ngay sau khi thành lập, các tổ an toàn COVID-19 tại khu nhà trọ đã nhanh chóng phối hợp cùng các tổ giám sát cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch với mục tiêu không để dịch bệnh lây lan bùng phát trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, lực lượng an ninh đối ngoại và quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện 717 công dân Thanh Hóa và 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào tỉnh, đồng thời ra soát phát hiện 58 trường hợp xuất cảnh trái phép đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Công dân của Thanh Hóa là nhập cảnh trái phép đa số là các cái lao động xuất cảnh đi Trung Quốc và trở về thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ và đưa đi cách ly người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn chủ yếu là người Trung Quốc và vào địa bàn để mà tiếp tục đi vào các tỉnh phía Nam để tìm kiếm việc làm hoặc là sang Lào Campuchia và cũng có một số trường hợp thì vào Thanh Hóa để tìm kiếm việc làm hoặc là hoạt động các hành vi vi phạm pháp luật và qua triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ thì cơ bản tình hình về xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Bên cạnh việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép đối với số chuyên gia lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào địa bàn, công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai phương án kế hoạch đón giám sát cách ly đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Đối với người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an chủ động ra soát, nắm chắc tình hình, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 12.700 lượt người nước ngoài đến từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tạm trú trên địa bàn Thanh Hóa. Chính phủ vừa ban hành gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục kéo dài, gói hỗ trợ này được các doanh nghiệp người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sẽ có phần giúp họ vượt qua khó khăn. Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, năm 2020 có tới 87% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. Một phần ba doanh nghiệp đã phải sa thải lao động do tình hình kinh doanh suy giảm. Năm nay dù chưa có thống kê nhưng làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư diễn ra lâu hơn, trên diện rộng và sâu hơn. Do vậy, số doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng sẽ là không nhỏ. Đại diện VCCI chi nhánh Thanh Hóa cho rằng gói hỗ trợ lần 2 này thật sự rất cấp bách và cần thiết đối với việc duy trì và phục hồi của các doanh nghiệp cũng như người lao động trong doanh nghiệp. Thủ tục tiếp cận cái tiền hỗ trợ này có thể là về thủ tục hành chính thì phải giảm đi khoảng 60%. À, trong đó thì nó có mấy cái vấn đề thấy rất là rõ là cái điều kiện để tiếp cận cái nguồn vốn này ví dụ như cho doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn vốn này thông qua ngân hàng chính sách để hỗ trợ tiền lương cho người lao động thì cái việc điều kiện tiếp cận nó dễ hơn rất nhiều. Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng được đưa ra lúc mà mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần thứ tư này được đánh giá là sâu và rộng nhất so với các đợt dịch trước. Cộng đồng doanh nghiệp Thanh hóa cho rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào vào lúc này cũng rất quý báu cho doanh nghiệp và người lao động. Dự kiến những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, những doanh nghiệp thành lập dưới 3 năm sẽ được thụ hưởng nhiều từ gói hỗ trợ này. Với đặc thù là huyện Chiêm Trũng nằm ở cuối hệ thống tiêu nước của sông Yên, mùa mưa bão hàng năm, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Để chủ động ứng phó với thiên tai, hàng năm huyện Nông Cống xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ. Hàng năm trước mùa mưa bão, huyện Nông Cống chỉ đạo các xã kiểm tra, ra soát, đánh giá mức độ an toàn các công trình đê điều, từ đó có phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm bốn tại chỗ, Đối với các đoạn đê công trình dưới đê sung yếu, huyện yêu cầu địa phương chuẩn bị phương án trọng điểm. Ngoài chỉ tiêu vật tư huyện giao, địa phương còn phải chuẩn bị thêm vật tư nhân lực phục vụ khắc phục khẩn cấp các điểm đê sung yếu khi có sự cố xảy ra. Đối với các địa phương có khu dân cư ở vùng sâu trũng, huyện Đông Cống yêu cầu chuẩn bị phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Xác định cái điều kiện cụ thể của từng xã và cái tình hình của xã đấy để xây dựng một cái phương án sát đúng. Sau đấy thì huyện đã phân công cái lực lượng các phòng ban, các ngành phụ trách từng xã một để rồi tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn rồi thực hiện tốt cái phương án phòng chống bão lụt của năm nay. Huyện Đông Cống xác định cùng với việc xây dựng kịch bản chi tiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống bão lụt theo phương châm 4 tại chỗ, công tác kiểm tra giám sát là việc làm thường xuyên nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trước và trong mùa mưa lũ. Bản tin 18 giờ 30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá chuyên án về tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến qua internet, bắt giữ 8 đối tượng liên quan. Các đối tượng đã mua các tài khoản tổng đại lý, đại lý và cá nhân trên website Bông 88. Khám xét nơi ở và làm việc của 8 nghi phạm, công an thu giữ 860 triệu đồng, 4 ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM cùng nhiều tăng vật liên quan. Qua khai thác dữ liệu tài khoản tổng đại lý, đường dây cá độ bóng đá này đã giao dịch khoảng 350 tỷ đồng trong chỉ một tháng qua. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an tỉnh Bình Định huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Võ Văn Cương tức Cương Lẻ cầm đầu. Võ Văn Cương và một số đối tượng đứng ra nhận các tài khoản siêu tổng đại lý, sau đó chia nhỏ các tài khoản rồi cấp cho các đối tượng có nhu cầu. Các con bạc sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet truy cập vào tài khoản các cấp có mật khẩu để tham gia đặt cược theo tỷ lệ cá cược trên mạng. Cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến gần 400 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa chỉ số 33 ngõ 12 Thạch cầu quận Long Biên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng này được nhập từ nước ngoài về chủ yếu là để bán qua mạng, ước tính trị giá số hàng hóa thu giữ lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Tại km 82 cộng 700 trên quốc lộ 9 thuộc khóm t Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang đối tượng Võ Sĩ Hoàng, chú ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đang vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận mua ma túy trên của một người ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị để đem ra tỉnh Quảng Bình bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang đấu tranh mở rộng vụ án. Khoảng 3 giờ sáng nay ngày 11 tháng 7, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ một căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường xử lý sự cố. Lực lượng chức năng phải mất gần 1 giờ mới có thể khống chế được ngọn lửa, ngăn chặn nguy cơ lửa lan rộng trên tuyến đường này. Vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà, cháy xém vào ba căn nhà liền kề. Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.